Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa phát đi thông báo lưu ý nhà đầu tư về hình thức mạo danh cơ quan này để lừa đảo, kêu gọi huy động tiền và đầu tư chứng khoán trực tiếp. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo lưu ý nhà đầu tư về hình thức lừa đảo mạo danh cơ quan này. Một số website giả mạo đã sử dụng trái phép logo, hình ảnh nhận diện thương hiệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để kêu gọi huy động tiền và đầu tư chứng khoán. Luật chứng khoán hiện hành quy định ngoài Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con, không tổ chức cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán. Sở này khẳng định website chính thức có tên miền duy nhất là www.hnx.vn và không tổ chức giao dịch chứng khoán trực tiếp với nhà đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.